Hello hello, xin chào mọi người. Hôm nay là sáng sớm thứ bảy, mình đã đến công ty sớm để quay chiếc video này. Mình sẽ ra lấy một chút nước nóng, rồi sau đó mang vào phòng thả một chút hoa đậu biếc vào. Nghe nói hoa đậu biếc tốt cho sức khỏe. Và cái hỗn hợp giữ nước và hoa đậu biếc này thì wow, không có bị gì cả. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt và thần kỳ nhá. Các bạn nhìn kìa, có một làn khói xanh và tím tỏa ra từ hoa đậu biếc. Mang ra cửa sổ ngồi chút chút nào. Nhưng mà thôi, bây giờ quay lại với chủ đề chính nhá. Học tiếng Hàn. 여러분 안녕하세요, 한주입니다. Xin chào mọi người, Châu đây ạ. Và trong video lần này thì mình sẽ nói về những cái câu chào hỏi mà người Hàn hay sử dụng và những cái hiểu lầm, cũng như là những cái câu chuyện liên quan đến những câu hỏi đó mà mình đã được nghe và mình đã mắc phải. Và mình mong là video này sẽ giúp ích được cho mọi người một chút gì đó. Bây giờ thì đi nhá. Ok, đầu tiên là câu chào quốc dân. Câu chào quốc dân mà chắc chắn là tất cả mọi người sẽ đều biết, đấy là câu chào của người Hàn. Đó chính là câu 안녕, 안녕하세요. Đó thì mọi người sẽ nghe được câu này nhiều rồi, nhưng mà chắc là mọi người sẽ nghe chưa nghe được câu chuyện đằng sau cái câu chào này. Các bạn có nghe thấy chữ 안녕, 안녕, 안녕 giống cái chữ gì trong tiếng Việt không? Nghe nhá. 안녕, 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 안녕. Đúng rồi, đó chính là chữ 안녕. Và tại sao cái chữ 안녕 này lại được cho vào câu chào quốc dân của người Hàn? Bởi vì ngày xưa ấy, ở Hàn Quốc thì cái thời mà vẫn còn chiến tranh và dịch bệnh nhiều ấy, thì chỉ trong một đêm thôi sẽ có rất nhiều người hy sinh và mất đi. Thế nên là mỗi sáng sớm người ta sẽ hỏi nhau là đêm qua bạn có 안녕 không, có bình yên không, có mạnh khỏe gì không. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì không còn chiến tranh nữa và các cơ sở y tế cũng phát triển hơn nhiều rồi. Thế nên là người ta sẽ không hỏi nhau như thế nữa. Người ta sẽ bỏ chữ hàm xe đi, mà vẫn theo cái sức quan, vẫn theo cái thói quen đó, thì người ta sẽ chào nhau ngắn gọn hơn là 안녕하세요, 안녕. Theo là đến một câu chào thứ hai, một câu chào mà người Hàn cũng rất hay sử dụng. Và trước khi nói về câu này thì mình xin hỏi các bạn một câu nhé, là ở nhà các bạn có thấy bố mẹ hay chào các bác hàng xóm là ê, đi đâu đây? Ăn cơm chưa? Đúng không? Thì người Hàn cũng thế. Người Hàn người ta ngày xưa cũng rất quan tâm đến cái bữa ăn của nhau. Thế nên là người ta rất hay hỏi nhau, chào hỏi bằng một câu là 밥 먹었어요? 어디에 가요? Đi đâu đấy? Ăn cơm chưa? Và khi mà người ta hỏi câu này thì cũng đơn thuần là một câu chào hỏi bình thường thôi, giống như cũng như ở Việt Nam ấy. Khi mà người ta thực sự muốn hỏi là mình đi đâu ấy, thì người ta sẽ nhấn mạnh vào cái từ để hỏi là từ 어디. Bình thường nếu mà chào nhá thì người ta sẽ nói sự đi nhẹ nhàng hơn nhỉ, có đi khái á. Nhưng mà khi người ta muốn hỏi thật sự là xem mình đi đâu thì người ta sẽ nhấn mạnh từ đi, ó đi khái á. Người ta sẽ nhấn mạnh từ đi hơn đó. Thế nên là mai sau ví dụ các bạn có gặp một bác Hàn Quốc nào đấy hoặc là gặp thấy cô người Hàn thì các bạn có thể chào hỏi như là 어디에 가세요, 식사하셨어요, 점심 드셨어요. Tiếp theo, một câu chào thứ ba mà mình thấy người Hàn sử dụng rất là nhiều, đó chính là câu 별일 없죠, 별일 없죠. Đây, hôm trước chú người Hàn mình quen vừa hỏi mình bằng câu này, 별일 없죠. Câu này nghĩa là thế nào? 별 nghĩa là biệt, 일 nghĩa là việc, 없죠. Dạo gần đây vẫn sống ổn chứ, không có việc gì đặc biệt đúng không? Thì cái câu này, người ta nói câu này ra chỉ có ý nghĩa đơn thuần là thể hiện sự quan tâm đến mình và hỏi mình là dạo này có sống ổn hay không thôi, chứ người ta không có ý hỏi sâu cặn kẽ về tình hình công việc cũng như là tình hình cuộc sống của mình. Thì cái câu 별일이 없죠, 별일 없지, 별일 없어요 này thì các bạn có thể hiểu nó giống như câu 요즘 잘 지내세요, 요즘 잘 지내요. Thì khi người ta hỏi câu này thì các bạn có thể trả lời một cách sương sương là 네, 별일이 없어요, 네, 요즘 잘 지내고 있어요, 감사합니다. Thôi, chứ đừng kể chi tiết về tình hình cuộc sống, tình hình công việc của mình nhá. Đặc biệt là các bác sếp Hàn Quốc ở công ty rất hay hỏi nhân viên câu này, 별일 이 없지. Thế nên là khi các bác hỏi thế thì các bạn cũng chỉ nên trả lời sương sương là 네, 별일 이 없어요, 네, 감사합니다, 잘 지내고 있습니다. Chứ đừng mạnh dạn xung phong kể hết công việc của mình ra như kiểu là 네, 전 별일 이 있습니다. 제가 마케팅 부서를 총괄하고 있는데 이번에 출신한 제품이 좀 문제가 있고요. 그리고 수비자 문의도 많이 들어오고 그리고 일단 해고하려는 거 블라블라블라입니다. 그렇게 하지 마세요. 그렇게 하시면 다들 다 놀라운 얼굴로 쳐다볼 것 같아요. Các bác sếp sẽ không mong muốn một câu trả lời như thế đâu các bạn ạ. Việc công việc ấy sẽ có một cuộc họp riêng. Đó. Khi các bạn muốn áp dụng câu này với người lớn tuổi hơn mình hoặc là các bác sếp thì các bạn có thể hỏi là 요즘 벌 일 없으시죠? 그동안 벌고 없으시죠? Và có thể
khi các bác hỏi mình thì mình có thể trả lời là 네 덕분에 잘 지내고 있습니다. 별일 없습니다. Ok, câu chào thứ tư. Câu chào thứ tư là câu chào mà chắc chắn các bạn đã học tiếng Hàn rồi thì sẽ được nghe rất là nhiều. Mỗi khi mà người ta kết thúc xong một công việc nào đấy, người ta sẽ nói với nhau là 수고하세요, 수고하세요, đúng không? Thì cái câu 수고하세요 này sẽ là cái câu chào mà người lớn tuổi hơn mình chào mình khi mà ra về. Nó có nghĩa là ô vất vả rồi, cố gắng lên nhé. Đó, thì cái câu này chỉ là người lớn tuổi và người có chức vị cao hơn mình nói với mình thôi nhé. Các bạn không nên nói câu này với các bác sếp hoặc là những người lớn tuổi hơn mình. Vậy thì khi ra về mình nên chào các bác lớn tuổi hơn hoặc là thầy cô như thế nào? Thì mình, như là mình nhá, thì mình hay chào là 네, 감사합니다. Vâng, cháu cảm ơn ạ. 제가 먼저 가보겠습니다. Vâng, cháu đi về trước đây ạ. Gì nữa nhỉ? Hoặc là các bạn có thể lịch sự hơn một tí. Các bạn có thể nói là 먼저 가서 너무 죄송합니다. 근데 가보겠습니다. Cháu xin lỗi vì cháu đã về trước. Nhưng mà cháu về đây ạ. 그리고 안녕히 계세요. Bác ở lại vui vẻ nhé. Đó. Mình có thể chào là 네, 먼저 가보겠습니다. 안녕히 계세요. 먼저 가서 너무 죄송합니다. Đó. Các bạn có thể áp dụng những câu như thế. Câu tiếp theo, câu chào tiếp theo mà mình thấy người Hàn sử dụng rất là nhiều mỗi khi mà chia tay nhau hoặc là kết thúc một cuộc buổi hẹn nào đấy, người ta thể hiện sự luyến tiếc rằng là ôi bây giờ phải chia tay thật là buồn, thì người ta hay nói với nhau một câu là 나중에 밥 같이 한번 먹자, 연락할게. Nghĩa là sao? Nghĩa là sau này nếu mà có thời gian rảnh thì bọn mình cùng nhau đi ăn nhé, và tao sẽ liên lạc với mày. Nhưng mà ngày xưa khi mà mình nghe được câu này thì mình sẽ ngồi chờ mãi một cuộc hẹn để người ta rủ mình đi ăn. Nhưng mà các bạn đừng nên hiểu lầm như thế nhá. À, ở đây cái câu chào của người Hàn ý, 나중에 밥 한번 먹자, thì nó là từ 한번 viết liền với nhau. Nó có nghĩa là 나중에 기회가 있을 때, 나중에 시간이 있을 때, tức là khi sau này, khi nào mà rảnh, khi nào mà có thời gian, khi nào mà có cơ hội thì bọn mình gặp nhau nhé. Và các bạn có thấy là 99.9% những người mà rủ mình kiểu sau này rảnh thì bọn mình đi ăn cùng nhau nhé, sau này rảnh thì bọn mình gặp nhau nhé, khi nào có thời gian thì nhớ nhắn tin gọi điện và đi cà phê nhé, thì sẽ 99.9% sẽ là không có thời gian để đi ăn và đi hẹn với các bạn đâu. Ok, vừa rồi là những câu chào mà mình thấy người Hàn rất hay dùng để chào hỏi nhau, và những cái hiểu lầm và những cái câu chuyện mà mình đã được nghe về những cái câu chào hỏi đó. Và mình mong là video này sẽ giúp ích được cho mọi người một chút gì đó. Và nếu mà cảm thấy có ích thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Và 여기까지 너무 예쁘게 봐주셔서 너무 감사합니다. 그럼 다음 영상에 만나요. 지금 제가 이하러 가야 돼요. 안녕.